Hoa Kỳ tạm dừng cấp visa SR, I-5 và R-5 tại Việt Nam. Thưa quý vị, theo bản tin đăng trên trang web của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do RFA, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tạm dừng việc cấp thị thực visa định cư theo diện đầu tư EB-5, bao gồm I-5 và R-5, và làm việc cho tôn giáo SR đối với công dân Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. Thông tin này được Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo và được báo chí trong nước loan đi vào ngày 20 tháng 3. Theo đó, những người đã có lịch phỏng vấn I-5, R-5 hoặc SR không được dời ngày phỏng vấn sau ngày 23 tháng 3. Theo thông báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, việc tạm dừng chương trình cấp thị thực này là không thời hạn và chỉ được hoạt động lại khi Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý duyệt tiếp chương trình. Thưa quý vị, visa định cư theo diện đầu tư EB-5 được nhiều người Việt Nam tham gia trong những năm qua. Theo đó, chỉ cần đầu tư và tạo công ăn việc làm với 500.000 Mỹ Kim hoặc là 1 triệu đô la Mỹ, thì tùy theo vùng kinh tế sẽ được cấp thị thực I-5 hoặc là R-5. Số liệu thống kê cho thấy trong năm tài khoá 2017, số lượng thị thực EB-5 cấp cho Việt Nam chỉ đứng sau Trung Cộng. Sở Di trú Hoa Kỳ cũng cho biết tính cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2018, đã có tổng cộng 919 người được duyệt visa EB-5 trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ.